từ địa phận cuối tỉnh Quảng Ngãi, chạy vô khoảng gần 7-8 cây gặp ngã ba, đi thẳng vô Quảng Nam, quẹo vô đường này, đi vô sân bay Chu Lai. Đây là cái đường dọc biển đi tới Hội An luôn nha quý vị. Bây giờ tôi sẽ chạy con đường này cho quý vị coi. Khu vực này là khu vực sân bay Chu Lai nha quý vị. Cảng hướng dẫn nè, cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai 2,8 cây số, quẹo bên phải qua sân bay Chu Lai, còn đi thẳng là ra cảng Kỳ Hà, như vậy là đi về Hội An luôn. Đường vô sân bay rộng mênh mông. Xưa nó cũng là một sân bay quân sự. Biển đó nhưng mà chưa thấy đâu. Đây là con đường lần đầu tiên tôi đi. Rồi, nó phải coi bản hướng dẫn. Biển rạch, biển rạng, 0,3. À, vậy là tôi đi chỉ còn có 0, chỉ còn 300 mét nữa thôi là tới biển rạng. Đây, tại đây lại có một bản hướng dẫn tiếp là gì? Dung Quốc 8,5 cây, cảng Kỳ Hà 4,5 cây. Đó, như vậy là chạy 8,5 cây nữa là tới cảng Dung Quốc đó. Đúng ra nãy là đi từ Dung Quốc ra luôn đó. Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đã thấy biển xanh lắm rồi, khu này khu du lịch rồi. Đó, biển rồi đó. Đó, nhìn biển. Tí nữa xịt ổ gà. Tiên xa biển hè, biển rạng. Vậy là nãy tôi đi lộn đường nha quý vị, tôi chạy vô trong cảng luôn. Như vậy là từ ngoài quốc lộ chạy vô mấy cây á, một đường rẽ phải là một cái ngã tư rất lớn, rẽ phải vô sân bay, còn rẽ trái là đi Hội An nha quý vị. Cái rẽ phải là 2 cây số là vô là vô sân bay, còn rẽ trái là đi Hội An. Tôi lộn, tôi đâm một phát thẳng vô luôn trong cái cảng ở trong rộng á. Coi đường cho chắc, nãy chạy 3 chớp mấy nhóm. Cảng Kỳ Hà nè, đó nãy tôi vô cảng Kỳ Hà quốc lộ 1 nè, Tam Kỳ 29 cây nè, đi đúng rồi. Đi thẳng đây rồi, đúng rồi. Đó, giờ thấy cảnh đẹp rồi đó. Nãy đi vô đường cái cảng bành dập nữa quý vị. Câu tam quan. Dưới này là người ta nuôi thủy sản thôi. Câu tam nghĩa. Đã lên tam tam không ta? Trước đẹp chưa thấy biển.
thấy ruộng người ta dẫn nước cho thôi. Đường này ngang quá qua luôn cái cô chạy phía trước luôn coi. Xe tôi 50 chứ tôi chạy láo đấy nha quý vị. 92 nè, sao làm 72 được? Là 72 là chín đất mà. 92 sao chịu nổi? Cầu rất đẹp, không có tên. Xong đó, người ta đang làm mà, làm kè đó quý vị, làm đường thêm đó, kè biển đó, kè đó, đó. Đang làm đường quá ghê, ghê đây là quá lớn đó quý vị. Bên trái người ta làm một khoảng công viên nó rộng kinh khủng luôn. Không biết cái eo biển ngoài này là kêu là biển gì nữa. Biển Tam Kỳ, đúng rồi, xuống đây Tam Kỳ thì biển Tam Kỳ đúng rồi quý vị. Chạy đường nào đó. Đường này chạy hết ra hết số luôn nha quý vị. Cả 60 cây à, từ sân bay Chu Lai mà đi về Hội An cả 60 cây à. Đi nhấp nhi đi. Đi tiếng hồ là tới à, đường là đi tiếng à. Ngã tư mà quẹo vô, quẹo phải vô sân bay á, còn quẹo trái đi Hội An quý vị. Khi quẹo trái không thẳng hoài một đường nha quý vị. Đâm thẳng qua sẽ tới Hội An, đừng có quẹo lung tung như vậy. Quẹo lung tung thì cũng chả lạc gì, đi ra biển chứ, đi cũng đi ra biển thôi. Ồ, cái cầu này bắt qua một cái cửa sông quá đẹp. Lầy này coi đẹp, đang làm, đang xây dựng, hai bên đều có những cái ô để nuôi trồng thủy sản. Khúc kia nói xe ít chứ thật ra xe nhiều nha quý vị. Tại khúc đầu sân bay tôi chạy tôi thấy ít. Vô trong này thấy xe rất là nhiều á. Cầu Tam Tiến, Tam Không thấy không? Đi qua những cái cửa sông là rất là đẹp. Thuyền ga rồi về.
có cái xăng như quý vị. Nên ai muốn đi thì phải lưu ý, trước khi bước vô con đường này kiểm tra xăng. Để nết dọc đường là rối. Toàn bộ là mồ mả không. Nguyên một khu này nè, trái phải đều mồ mả. Tôi không biết cái huyện này, cái khu này là thuộc huyện nào không biết. Ngày là nãy giờ tôi đi mấy chục cây rồi, tôi thấy có ba thứ nhiều nhất. Cái thứ hết là mồ mả, cái thứ hai là cái cây xanh xanh phía trước đó quý vị, rất là đẹp, nó lùn mà cái tán nó rộng ra rất là nhiều, với lại cây dương miễn bàn rồi, nó hợp với xứ cát rồi. Đây là cây này nè, đó nhiều lắm. Đó đây nè, quá trời luôn, thấp nhưng mà tán rộng mát mẻ. Bên trái là mồ mả không đó, trái phải là mồ mả không, dưới được chứ. Gần vô trung tâm của một cái gì rồi, cái huyện cái xã gì rồi, mà thấy đèn xanh đèn đỏ phía trước á, để coi. Cái gì đây, chữ gì, Võ Chí Công à, đường Võ Chí Công. Đây quốc lộ 400 mấy à. Rồi các bạn chà bá lên. À, xứ của anh Võ Chí Công. Anh dân quận Ngô mà. Liệt sĩ rất là nhiều, ba mẹ Việt Nam anh hùng là nhiều nhất nước luôn ở xứ Quảng Nam này. Mà đường dẫn vô gì đây mà làm điện thế, rốn tùm lum này nè. Cái này khu nào nhìn thấy sung vậy ta, đường lớn hả, dọc biển đâu chưa thấy dọc biển. Vẫn chỉ thấy cát trắng, mồ mả, cây dương và cái cây sùm sùm. Bình Minh nó cách cái cầu Cửa Đại khoảng chừng 13-14 cây như vậy, có nghĩa là cách Hội An khoảng chừng 16-17 cây đó. Nó nhớ từ cầu Cửa Đại vô Hội An có xíu à. Khu vui chơi giải trí gì lớn ghê không, họ làm mô hình những con tàu phải không. Đường bên kia đang sửa, không chạy được. Xe long ghê chưa? Đâu đây? Hội An, hả? Đây là Hội An rồi. Phải đi trái ta. Rồi, cứ theo chỗ nào xe long đi theo. Rồi đúng rồi, bên kia là cái đường, bên tay phải rồi trái tá lã Bình Minh là đường vô resort rồi không đó. À, Võ Chí Công, đường Hội An. Vậy là con đường Võ Chí Công nó dài thanh thảnh chiều trôi luôn nha quý vị. Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, à, vậy là cầu Cửa Đại. Nó đây rồi, là tới Hội An rồi, qua cái cầu này tí là tới Hội An thôi.
bên dưới là cửa đại đó nha quý vị, dưới cầu này là cửa đại đó. Câu dài đẹp. Đó mà. Đường đi vô Hội An. Đông nghẹt luôn. Mình trả điện đi cho anh Phái đi. Số xe 35 4 mà Ninh Bình. Có thể mấy dân du lịch ở đây mua lại mấy cái xe này. Đường phố Hội An này nghe quý vị.